Xin chào mọi người, tối hôm nay mình giới thiệu đến mọi người một cái thùng PCHP. Thùng nó rất là gọn mọi người, so với những cái thùng khác nè. Đây nè, nhìn gọn lắm mọi người ha. Đây nè, gọn, đẹp. Cái kiểu ở đằng trước nhìn rất là sang trọng. Cái này là một cái mẫu thùng gaming đó mọi người. Đây ha, vát gốc. Và đây là i5 thế hệ 9 lận, có card rời. Nói chung là giá thì rẻ thôi. Mình sẽ quay cho mọi người xem cái cấu hình của máy, sau đó mình quay bên trong ruột cho mọi người xem nha. Tên gọi của nó là HP Pavilion Gaming nha mọi người. Đây này, desktop TG01 gì đó. Đây, cái đó là cái model của nó. Chạy chip i5 thế hệ 9 mọi người, i5 9400 rất là khỏe luôn. Thùng PC nó khác với laptop nha mọi người. Cái thế hệ 9 là nó cũng rất là cao rồi. Đây nè, 2.96 CPU nhưng mà nó khác laptop, cái thông số nó không có giống như laptop đâu. RAM 16GB, RAM có thể nâng cấp được này. Rồi card rời. Card này á là nó chạy chip AMD á mọi người, card rời này thì 1GB ha. Card rồi là có thể nâng cấp được nha mọi người, còn cái này là zin đồng bộ hãng, nó về sau thì mình để nguyên như vậy thôi. Nó phù hợp với cái giá tiền và nó zin như vậy. Giá thì rẻ thôi mọi người, SD thì 256 cộng với lại HDD 500 ha. Giờ mình sẽ quay bên trong ruột cho mọi người xem. Đây mọi người, nhìn cái kiểu dáng để phòng nó gọn gàng, nó sang trọng lắm mọi người. Ở bên trong HP thì làm cái đây là cái card card rời nè. Card rời mọi người thấy nó cũng to lắm. Rồi đây mọi người, nó thiết kế rất là gọn đẹp nhưng như cái thùng lớn thôi, đầy đủ các cái ngõ nè, đây card rời nè, main nè, chịa main HP nè. Ở bên trong kia là SSD nè mọi người, đó cái trắng trắng nhỏ nhỏ đó, mỏng dánh đó. SSD còn RAM thì một thanh 16GB thôi, mọi người có thể nâng cấp thêm một thanh nữa lên 32GB nè. Đó đây ha. Đó như thế này. Rồi mình báo giá mọi người cái thùng HP này giá 5,2 triệu nha. Ai chốt thì inbox mình bao ship tận nơi. Máy thì gồm có dây nguồn, không gồm phím chuột. Cảm ơn mọi người nhiều. Ai chốt thì nhắn qua Zalo cho mình nha.